Ôi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải tài liệu từ trang 123.org. .net. Ở đó là 123.org. Thì có nhiều cách. Đầu tiên là cách dễ đi. Một. Upload tài liệu lên 123 đọc bán. Sau đó thì người ta mua. Đây người ta mua tài liệu của mình được 118.000 rồi nè. Đó, mình chuyển tiền đó, mình chuyển từ tài khoản này sang tài khoản mua tài liệu, doanh thu sang tài khoản mua tài liệu. Cái này cũng hơi bất chính một tí nhưng mà nó cũng vui, tại vì ai có tiền thì mua, còn không có tiền thì cứ lên group của mình là group này. Đó, ai muốn tải tài liệu miễn phí thì cứ vô group của mình đó, để mình, tại vì một số người thì không có vào group của mình, cho nên mình họ không biết thì họ tải, mình không có ý kiến, mình chỉ mình bán thôi, mà mình lấy cái tiền đó mình tải qua cho các bạn, hoặc là group này cũng được. Group thứ hai mình đang làm là reload tài liệu. Group này do anh Phong, group này reload tài liệu này do anh Phong quản lý, mình chỉ làm hỗ trợ thôi. Có một số bài thì mình cũng tải không được tại mình không có tiền, mình chỉ lâu lâu mình tải thôi, còn anh Phong thì anh Phong nạp tiền và anh Phong tải vậy nha. Đó, cách đầu tiên là cách dễ nhất, dễ nhất nhưng mà cũng khó nhất đó. Rồi, cách thứ hai cách số 2, tìm tên tài liệu đó trên Google. Hensu nó có ta? Hensu nó có ở đâu đó? Miễn phí thì sao? Thì sao? Đấy. Như tài liệu kia đâu rồi? Tài liệu của bé này gửi cho mình là video 5.000. Này thì mình mua được thôi, nhưng mà giờ mình đi tìm đi cách bảo quản đồ hộp thực phẩm này. Chắc 12 trang này chắc không có đâu, nhưng mà thôi cứ tìm lại để nó có ra. Cách bảo quản đồ hộp thực phẩm, rồi mình thêm cái tài liệu .vn vào và để nó có như này không. Bây giờ này nó xuất hiện một số cái này vậy. Ở nó có một số, nó có một cái số tài liệu tương tương đồ án công nghiệp thực phẩm thì là thịt à. Thì thường thì có tương tương thì mà mình thấy cái tài liệu nào đó mà mình giống giống á thì mình cũng có thể tải về mình tham khảo được, chứ đâu phải là nhất thiết là phải đúng cái tài liệu đó. Xin lưu ý là chúng ta chỉ tìm một cái tài liệu tương đương thôi. Cái tài liệu này là tài liệu tương đương thôi. Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp, cách bảo quản đồ hộp thực phẩm, trang cách bảo quản, nguyên tắc bảo quản đồ hộp thực phẩm.
trường. Giáo trình để có chương một không? Mình suy nghĩ là nó cái này nó giống này mà không biết đúng không, thôi thì mình cứ copy cái này mình tìm thử ha, mà đâu có tìm ra được cái chương một. Cái chương một này mình thấy cái định một á, nó nhìn vô thì mình thấy cái chương một, thôi mình tìm thử. Chương thứ bảy, chương tám, chương năm, chương bốn, ba, hai, một, đầy. Chỉ chương một đúng không? Ở mình phải tìm thử. Xin lưu ý là chương mở đầu. Chương một. Quá trình chế biến số 1. Chết chà. Không đúng rồi. Xin các bạn, những ai không có kiên nhẫn thì không nên xem video của mình. Video của mình rất là nhây, tại vì mình đi tìm á, cho nên nó hơi 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 lâu. Mỗi lần mình tìm là mình hơi lâu một tí. Cho nên á, những ai mà không có kiên nhẫn thì đừng có coi được tài liệu của mình. Tại vì mình rất là nhiều thời gian, mình không có phải là rảnh, mà mình rảnh, mình là tỷ phú thời gian. Công nghệ chế biến thực phẩm đó, cái này, cái trang tài liệu xanh này, cái trang tài liệu xanh này là cái trang miễn phí này đó, cái trang này cũng miễn phí nè, nhưng mà thật sự là nó không phải kiểu như mình phải đăng nhập vào tài khoản. Ồ, trang này cũng có tài rồi. À, có cho download này. À, nó y chang như cái tài liệu kia. Cái này thì nó không phải đó. Rồi xong một quá trình rồi, bây giờ mình có 31 ngàn thấy không, bây giờ mình tải xuống thôi đó, đồng ý mua tài liệu market. Thì nó có hai cái là thì mình tìm ra thì mình mua, mình sang mà giàu kiểu vậy chảnh chó. Bây giờ mình đã chơi 50.000 bạn chưa, thật chất ra mình cũng nghèo lắm, tại vì kiểu như là lâu lâu có người ủng hộ tài liệu cho mình á, mình không có phải bán giá các cổ đâu, mình lúc nào mình bán giá thì mình bán giá toàn là 10.000 thôi, 10 15.000 thôi à, còn như thấy người ta bán tới 100.000, trời ơi mình ớ quá, mình bán đó. Mình có những tài liệu miễn phí luôn mà đó. Đó, mình bán có những tài liệu có 5.000 nè, có 5.000, 10.000 ha, 5.000, 2.000, 10.000 ha, mình đâu có bán cắt cổ đâu, thì nhưng mà cho ai thì họ có khả năng thì họ tải thôi. Còn như mà ai mà đăng, ai mà không có điều kiện thì cứ lên group nha, ai không có điều kiện thì cứ lên group mình đăng bài. Group của này là group của anh Phong, còn group này là group của mình group của mình tuyệt đối mình không có, nếu mà ai đăng lên group này mình sẽ đăng tải cho miễn phí. Group của mình mới thành lập năm năm vừa rồi cho nên mới có 288 thành viên.
ai vào ủng hộ mình nhé. Mình để chế độ tự động phê duyệt thành viên luôn, tức là ai xin vào cũng là nếu mà trên 1 năm có bạn trong group, vào group mình rồi. Ở mình tải về rồi nè các bạn. Đó. Ơi, chỉ có hai cách này thôi, mà không có cách thứ hai mà không có nữa thì các bạn tìm một cái tài liệu khác thay thế nha. Nếu mà không có tiền á, còn có mình đăng nghiện group. Nếu mà hên xui gặp mình tài liệu mà dưới 20 ngàn thì mình sẽ tải miễn phí. Bất kỳ tài liệu nào dưới 20 ngàn mình sẽ tải miễn phí, từ 30 ngàn trở lên là mình dẹp, mình không có tải giùm đâu nha. Tại vì 30 ngàn hơi chua đó. Ừ, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn.